Frontier AI hay trí tuệ nhân tạo tiên phong là viết tắt của các hệ thống thế hệ mới nhất và mạnh mẽ nhất, đưa công nghệ đạt đến giới hạn mới mà con người còn chưa khám phá hết. Hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên phong cung cấp cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta chưa biết đến, cung cấp câu trả lời mà chúng ta không thể nghĩ ra. Chẳng hạn như hệ thống máy tính thông minh có khả năng nhận ra sự giả mạo nghệ thuật tốt hơn các chuyên gia. Một hệ thống khác có thể nhận ra một số bệnh tật sớm hơn trước khi bệnh nhân có những triệu chứng cụ thể. Thậm chí, trí tuệ nhân tạo tiên phong cũng có thể dự đoán hành vi bỏ phiếu của cử tri dựa trên phân tích những gì họ đọc trên Internet. Với bản chất học máy và thu thập thông tin tự động, trí tuệ nhân tạo ngày càng tự hoàn thiện. Theo các nhà khoa học thuộc lực lượng đặc nhiệm trí tuệ nhân tạo của Anh, cứ với lộ trình hiện tại, chỉ nửa năm nữa thôi, các mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ có bước nhảy vọt đáng kể về năng lực, vượt xa các công nghệ tiên tiến nhất mà thế giới từng chứng kiến năm 2023 này. Như ông Elon Musk đã cảnh báo, khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên phong trở nên có năng lực hơn, chúng có thể làm tăng đáng kể rủi ro. Trí tuệ nhân tạo không chỉ có tiềm năng mang lại những điều tốt đẹp, nó cũng có khả năng gây ra tác hại sâu sắc. Từ các cuộc tấn công mạng do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ở quy mô vượt xa mọi thứ chúng ta từng thấy trước đây, cho đến các vũ khí sinh học do trí tuệ nhân tạo chế tạo có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của hàng triệu người. Thế giới cần theo kịp những diễn biến đó. Đây là một tình huống khó khăn cả với các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo. Đó là với khả năng tự học của máy, thì không chắc về sau ai hoặc cái gì sẽ kiểm soát toàn bộ hệ thống mà chính họ phát triển ra. Một thông điệp mà tôi nghĩ cần được lắng nghe và thảo luận nhiều hơn là giới hạn của khoa học liên quan đến sự an toàn của hệ thống trí tuệ nhân tạo. Ngay bây giờ, chúng tôi không biết làm thế nào để xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ hoạt động đúng như dự định, và chúng tôi không biết liệu có thể tin tưởng các hệ thống có an toàn hay không. Đây là một vấn đề lớn. Những vấn đề về kiểm soát trí tuệ nhân tạo này chỉ là bước khởi đầu của một cuộc thảo luận, và điều cần thiết là phải tiếp tục duy trì động lực này trong tương lai. Hàn Quốc sẽ đồng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về trí tuệ nhân tạo trong 6 tháng tới, trong khi Pháp đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh về an toàn AI trực tiếp sau một năm nữa.